Những ngày tháng 9 này, tại trạm thủy văn Thạch Hãn, mỗi ngày làm việc của những quan trắc viên thủy văn luôn diễn ra tích cực và miệt mài. Dưới cái nắng gay gắt của thời tiết thất thường, nhưng không thể ngăn được sự cần mẫn của các cán bộ quan trắc viên, bởi dù có nắng hay mưa giông sổi xả thì họ vẫn phải thực hiện nhiệm vụ của mình. Các số liệu phải được cập nhật đúng thời điểm và chính xác tuyệt đối, không thể sai sót. Mỗi bản tin thời tiết đến với người dân đôi khi chỉ vẹn vẹn vài dòng chữ khô khan và chẳng ghi tên quan trắc viên phía dưới. Thế nhưng phía sau những con số tưởng như khô khan đó là biết bao nỗ lực, làm việc không ngơi nghỉ, hy sinh thầm lặng của đội ngũ cán bộ quan trắc viên. Tôi thì đến với công việc này là có nghề quan trắc viên thủy văn thì cũng được 24 năm. Cái duyên thì cũng từ khi bé đó, từ khi rất là bé thì cũng từng đi theo mẹ đi quan trắc, đi đo đạc, cũng là theo mẹ đồng hành rất là nhiều cái là công việc của mẹ làm. Qua một quá trình thì tôi cũng thấy là mình rất là yêu, cảm thấy mình không thể thiếu được, vì thấy mẹ làm việc vất vả nhưng mà cảm thấy mình cũng là một kỳ duyên để mà theo ngành. Thì sau khi mà tôi tốt nghiệp 12 xong thì tôi cũng là lựa chọn theo cái ngành của mẹ để mà tiếp tục là công việc của mẹ. Đặc thù của trạm thủy văn Thạch Hãn là đó 24/24 thì là phải là gọi là lấy số liệu mực nước, số liệu mưa, là đó lưu lượng chất lơ lửng, lưu lượng dòng chảy ở sông, rồi là ngoài ra là còn có lấy thêm là mẫu đo mặn và là quan trắc về tình hình thời tiết ngay tại địa phương. Vậy là mình sẽ là ngoài những cái số liệu mình quan trắc đo đạc thì mình sẽ là báo cáo lên cấp trên và là thu thập thêm cái thông tin thời tiết ở địa phương, thì mình báo cáo lên cấp trên, người ta sẽ ra cái bản tin, người ta sẽ là phục vụ địa phương. Ở trạm mình thì cũng có là nhiệm vụ là phục vụ cái bản tin dự báo phòng chống lũ lụt thiên tai cho là cả thị xã Quảng Trị, huyện Triệu Phong và là huyện Hải Lăng. Thì đặc thù công việc ở trạm tối là một trạm thủy văn tiêu cấp 1, gọi là trạm cấp 1 thì nó yếu tố đó rất là nhiêu. Thì đối với khi mà những cái công việc mà 3 tiếng làm một lần, 6 tiếng làm một lần, thì cái công việc mà đo mực nước với đo lưu lượng nước á, là buộc phải đo 24/24. Thì là nếu mà trong một cái ca đo lưu lượng á, thì là 24/24 là cứ 1 tiếng đồng hồ là cứ đúng giờ tròn. Thì là cứ người trực ca như tôi, ví dụ như tôi là người trực ca thì tôi phải là chèo thuyền ra đo. Nếu mình cảm thấy mình chèo thuyền mà hơi nhiều hơi ấy thì mình có thể ở lại ngoài cano, ngoài thuyền đó. Mình ở lại giữa dòng sông luôn, có thể bởi cơm đem nước em ấy ra, mình tự ăn, mình tự ngoài vận động đến khi hết ca đo. Nhưng mà nếu mình cảm thấy mình chèo vào được thì mình cứ chèo vào trong bờ, rồi mình làm được một vài việc gì đó rồi mình chèo ra lại. Bởi đêm thì cũng là ở trạm thì là vẫn đo bình thường, cũng 1 tiếng đo lên, nhưng mà ở trạm tôi thì cũng được bố trí là 2 người đo vào buổi đêm. Thì nó chỉ là 2 người là hỗ trợ nhau, là lỡ mà đêm hôm đau ốm hoặc là lỡ cái chi mà đau đột xuất thì cũng có người chèo để đưa thuyền vào, đưa người mà còn lại vào để tiếp tục cái đó. Thì đấy là 2 người là hỗ trợ nhau. Chuyện mà ngủ lại trên thuyền là đêm nào ngủ lại, chuyện là ngủ lại bình thường. Ví dụ nếu mà mình ngủ lại thì thay vì mình đợi ra vào hơn, nếu mà thời tiết như thế này thì buổi tối thì như chúng tôi ra đó thì chúng tôi vẫn ở lại trên thuyền bình thường. Nói, ra đó bắt đầu cá đó bắt đầu từ là 8 giờ tối đến 7 giờ sáng ngày mai, là anh em ra đó cá đó thì là ngoài ở là có chăn có chiếu, ngoài mình thì đem đồ ra, mình tự mình đo đạc ngoài đó. Đối với cái nghề quan trắc viên của mình á, khi mà vào mùa mưa lũ á, anh em là được là từ phân công nhau, từ sắp xếp nhau để mình chuẩn bị lương thực, thực phẩm, đèn dầu thuốc men, mình tự lo cho bản thân mình. Trạm tối thì là nữ thì được anh em bố trí là làm một công việc trên bờ, có nghĩa là phụ trách tất cả là khâu máy móc, rồi là công trình là với đó đạt mực nước, lượng mưa, vậy là làm tài liệu sổ sách, nhận là thông tin từ cấp trên xuống, nhận báo cáo từ số liệu từ dưới lên. Còn anh em thì tập trung ra là đo đạc ngoài sông. Ra thì anh em cũng ra là đo lắp máy đo ABCD, CP thì mình cũng đo từ đó ngang sông, từ bên bờ này qua bên bờ kia. Là nước lũ, nước nó chảy xiết lắm, nó chảy dòng mà nhiều khi anh em đó mà nó không đi về dưới cái, không đi ra được cái chỗ đó mà nó bị trôi về dưới khoảng 50m đến 100m. Thì anh em phải chạy ngược lên thì mò lên lại, bắt đầu tiếp tục lại cái đó. Vậy nói chung phải đo đến lúc nào mà anh em cảm thấy được, hài lòng.
Mùa mưa bão đang đến gần, đây chính là thời điểm vất vả nhất trong năm của các quan trắc viên. Để bảo đảm có được những thông tin chính xác nhất, cập nhật kịp thời, trước đó đội ngũ cán bộ quan trắc viên thủy văn Thạch Hãn đã xây dựng các kế hoạch, phương án, chuẩn bị phương tiện vật tư cần thiết để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống của thời tiết có thể xảy ra. Những cuộc họp trực tiếp diễn ra liên tục thông trưa, thậm chí cả vào lúc đêm muộn để đấu trí với thiên nhiên khôn lường. Không chỉ đơn giản là đo để lấy số liệu thô, mà còn tổng hợp để báo cáo với Đài khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ và Đài khí tượng thủy văn tỉnh. Đặc biệt có những đợt thiên tai, lũ trồng lũ, bão trồng bão liên tiếp, như đợt thiên tai năm 2020 kéo dài suốt hơn 40 ngày. Các quan trắc viên phải dầm mình trong lũ để hoàn thành nhiệm vụ. Cuộc đời của những con người đo gió để mưa là vậy, vẫn diễn ra âm thầm lặng lẽ. Chính sự cống hiến thầm lặng ít ai biết đến đó đã đóng góp to lớn vào công tác dự báo khí tượng nhằm giảm thiểu rủi ro do thiên tai gây ra. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của bản thân tôi là khi mà lũ của năm 2020, năm đó lũ lên nhiều, lũ lên liên tục và lũ rất là cao. Năm đó là lũ lịch sử rất là cao, mà nước ngập hết toàn bộ phòng làm việc, ngập hết ở trạm là phải di chuyển lên tầng 2 để làm. Nhưng mà để mà khi mà ra đó thì là anh em là phần lớn thì anh em thực sự nói ra đó là rất là cực, chạy từ bên này sông qua bên kia sông, chạy bằng cái chiếc cano nhỏ nhỏ đó, mà nước nhỏ chạy rất là xiết, cỏ rạc trên tôi về rất là nhiều. Anh em cũng nói thật cho anh em cũng rất là lo, cũng nói chung cũng lo lắng đến cái tính mạng. Thì em cũng nói chung là cũng phải nguyện cầu luôn, nói chung để trong mong anh em là khi đo ra đo cũng giống khi đi vào là an toàn. Khi ra đo thì anh em đo vừa chạy ra nửa chừng á, thì nước nó chạy xiết, nó chạy tối để anh em về giữa xa phải 50 đến 100 mét, rất là xa. Thế trong này cũng thực sự là cảm giác rất là lo lắng. Nhưng mà cuối cùng anh em cũng chạy ngược lên, ngược dòng chảy, ngược của dòng lũ lên để đo đúng cái vị trí đó. Thì tôi cũng như mọi các quan trắc viên ở trạm thôi, thì cũng là bắt đầu nghe tin là trạm ảnh hưởng của lũ, nước chuẩn bị lên, thì tôi cũng về là cũng gói dẹp đồ. Lúc đó thì con tôi thì cũng mới được 8 tháng, bé đằng sau thì mới được 8 tháng, bé đâu thì 5 tuổi thì cũng phải là gửi bé cho là ở nhà, thì cho hậu phương, cho chồng ở nhà, cho bà ba ở nhà. Nhưng mà năm đó nước lên quá cao, nhà của mình thì nó đang còn thô sơ, nó nước lên nó ngập hết áo quần, sách vở của con thì đi trực về mà thấy áo quần của con là sách vở là ướt hết, thật chung là sách vở là mình ướt hết. Còn trong thì là mới lên được vừa đợt lũ thứ hai, đợt lũ thứ nhất thì trong không sao, đợt lũ thứ hai thì người nhà bảo tin là trong là đau nặng, thở không được, là bản thân tôi là nước đang còn là khi mà lồi được ở đấy về đến nhà thì nước là tôi lồi vào nhà là nước nó vừa ngang là ngực rồi, nhưng mà cũng là lồi vào nhà. Khi đó là mượn thuyền đem chồng đi ra là trong mổ cấp cứu, trong mổ tim. Thì vừa con 8 tháng là đang bú sữa mẹ, con cũng thể mang theo đi làm được, thì con để ở nhà cũng nhờ ông bà chăm sóc đó. Đem chồng đi mổ cấp cứu, chồng cũng may, cũng nhờ thì cũng là cũng đem kịp, cũng là được, cũng qua được trình. Rồi cũng xin nghỉ được mấy ngày. Rồi khi mà chồng ổn định về nhà thôi thì cũng mình lại lên tiếp tục là cũng đó lũ cũng anh em. Chị em mà theo cái nghề quan trắc viên này á, thì đúng là chị em đúng là rất là bản lĩnh mà vừa khỏe mình vừa vậy là quyết đoán nữa. Tại vì cái nghề này nó làm nhiều cả, nó rất là cực khổ, nó rất vất vả. Những cái ngày mà trời yên biển lặng thì chả sao, nhưng mà đến khi mưa gió lụt á, nó rất là nhiều cái. Vậy đối với mình là phụ nữ con phải chăm gia đình, chăm chồng, chăm con, rồi cả một gia đình, cả mẹ chồng ấy, thì nó cái công việc nó nhân đôi, nhân hai, nhân ba lên rất là nhiều. Nhiều khi mình cũng phải cố gắng sắp xếp ngoài công việc ở cơ quan thì mình cũng phải về mình cũng vun vén cùng con cái đi học, cùng là bài con học, mọi thứ tất tần tật là của mình cũng phải làm hết, chứ cũng không phải ai chia sẻ mãi được. Người ta chia sẻ trong một khoảng thời gian nào đó thôi, cho phụ nữ mình thì mình cũng phải làm. Có con nhỏ nữa mà khi là con nó khỏe mình không sao, nhưng mà các bé mà nhỏ nó hay bị ốm đau ốm vặt á, thì cũng phải là mình cũng thỉnh thoảng mình là đau thì mình cũng là vừa làm, nhưng mà tranh thủ mình đo đạc xong mình tranh thủ mình tạt, mình chạy về mình cho con, mình trống con như thế nào để mình nhờ người thân, nhờ ông ba trong chăm hồ, rồi mình lại lên với công việc. Hoặc là đêm hôm mà con nó còn nhỏ, đêm mà khát sữa
thì cũng mình cũng sống công việc, mình cũng tranh thủ một xí nào đó về cho con bú, rồi cũng ngồi một con một xí trong vòng là cỡ 20-30 phút thôi, mình lại lên với công việc của mình. Cứ khi mà thời tiết nó bình thường thì không sao, mà khi mà bắt đầu có ảnh hưởng của thiên tai bão lũ và nghe cái bản tin dự báo thì ảnh hưởng đến thiên tai bão lũ ngay tại địa phương thì anh em thực sự ở trạm là rất lo, khi nước lên mà thấy nước lên bão động 1 rồi đến bão động 2 đến bão động 3 thì càng lên thì thực sự anh em rất là lo đến cái sự ảnh hưởng về là ảnh hưởng bà con, ảnh hưởng đến lũ lụt. Là anh em là một khi mà nghe thông tin dự báo là sẽ ảnh hưởng đến cái khu vực mình đang còn là ở, nhưng mà thực sự anh em chỉ mong muốn là mình dự báo sai thôi. Đây ở mình dự báo sai, mình báo sai thôi là có nghĩa là nó không ảnh hưởng, thì nhưng mà đó chỉ mong là từng thôi. Nhưng mà khi quá mà khi mình đo đạc mình thấy là khi đó là nước nó ổn định, nước bắt đầu nó xuống rồi thì là mình là cũng mừng vì là khi mà các cái bản tin về là các cái dự báo gửi đến cho địa phương, gửi đến cho các đồng bào, gửi đến cho nhân dân mình đã là ba con mình đã cái chủ động trong cái công tác phòng chống thiên tai. Đối với ngành mình nó có cái rất là hay là cứ mà đến khi mà mưa gió bão lũ là chị em anh em với nhau trong cơ quan trong trạm là mình tập trung lại với nhau. Thì khi đó người nào là người mà không trực ca thì sẽ phụ trách nấu ăn, nấu uống, mọi thứ. Còn người trực ca thì vẫn cứ đi làm. Xong là chúng mình là dọn cơm ra cùng ăn với nhau, cùng ăn tập thể. Nói chung mọi công việc đều san sẻ, kể cả đau ốm, kể cả khi mà vừa trực ca nhưng mà có lỡ đau ốm đột xuất thì vẫn có người san sẻ với nhau. Thì là ở trạm thủy văn Thạch Hãn là có một cái duyên rất là hay. Thì cũng về công tác thì cũng các anh chị độc thân hết, sau một thời gian thì cũng gắn bó, cũng làm việc, cũng thấu hiểu được công việc của nhau. Thì ở trạm đấy thì cũng có 6 người, thì 4 người là đã là hai cặp vợ chồng, cũng nên duyên với nhau từ cái sự vất vả, cũng từ cái sự cũng đi đó đã cũng giúp đỡ nhau, cũng mọi thứ đấy, cũng vất vả, cũng là khó khăn, cũng là cùng ăn khi mà cùng ăn cơm, cùng chia sẻ với nhau đấy, cũng nên duyên được hai cặp. Quá 24 năm là đã gắn bó với nghề là quan trắc viên thủy văn rồi, thì tôi cũng theo tôi mà tôi tự nhìn thấy thì là để mà gắn bó với ngành này là mình phải yêu ngành. Thứ nhất là mình rất là yêu ngành, yêu nghề, mà thứ hai là mình phải có nhiệt huyết với ngành. Đấy, thì lúc đó mình mới là hoàn thành được cái nhiệm vụ được giao của mình.